着你看着我，感受整片晴空都有浪漫的节奏，把所有烦恼清空，让心漂流。幸福好像在绽放，那道光线不经意间出现，你在我身旁，乌云会逃亡，不可思议的晴朗。Oh yeah， 在下一分钟感觉在汹涌，让感动一定 so easy so easy， 最温柔的风发现梦醒踪，身体会失重，让感动一定 so easy so easy， 最温柔的风吹进梦裂缝，完美的心动 so crazy so crazy、yeah、幸福好像在绽放，那道光线不经意间出现，你在我身旁，乌云会逃亡，不可思议的晴朗。 Oh yeah，tập 3. Đứng lại. Đừng chạy. Hà Hiểu Tinh. Cậu và Linh Linh một tủ.Cậu thua chắc rồi. Linh Linh, lại đây. Đừng sợ. Thứ bảy mình làm huấn luyện cho cậu. Gặp lại trên sân bóng. Tức Trạm Lăng, tôi biết cậu rất tốt, rất ưu tú, rất có khí phách.Nhưng tôi mong cậu hiểu, tôi và cậu không phải người cùng thế giới. Thậm chí sau này đừng qua lại. Trạm Lăng, tôi không hy vọng nhìn thấy Hà Hiểu Tinh bị đối đãi đặc biệtHà Hiểu Tinh, cậu đi làm sao? Tôi đưa cậu đi. Cậu tìm không thấy, cậu chỉ đường cho tôi. Wow, Tức Trạm Lăng theo đuổi Hà Hiểu Tinh sao?Đúng vậy, Đông Phương nói con gái thích nhất là túi xách. Xin lỗi, tôi không thích. Hiểu Tinh, Hiểu Tinh à. Chị Lâm, từ sáng tới giờ Tiểu Lăng vẫn chưa ăn gì.Chị đi làm việc đi. Dạ được. Cũng chính là nói, bây giờ cậu chỉ muốn xin lỗi cô ấy. Xin lỗi? Làm sao tôi có thể nhận lỗi chứ? Tôi mới không xin lỗi. Chẳng qua trong lòng tôi có chút hổ thẹn, muốn đền bù cho cô ấy mà thôi. Giờ người ta căn bản không thèm để ý cậu. Cậu có thể làm gì? Tôi không biết.Tiểu Lăng, không nói với cậu nữa, mẹ tôi đến rồi. Nào, nhanh nào, vừa làm đấy. Ăn hết mì đi. Nào.
Ăn không vô. Ăn một chút đi. Xem tivi không hứng thú. Vậy cùng mẹ đi dạo phố. Mẹ biết có nhiều thương hiệu đều đã ra sản phẩm mới. Không có tâm trạng. Con xem bên ngoài thời tiết đẹp như vậy, ánh nắng rực rỡ. Con trai cao ráo đẹp trai của mẹ, đi xách đồ giúp cho mẹ đi. Xách những bộ quần áo xinh đẹp, tốt biết bao. Không cảm xúc. Mẹ con thật là đáng thương mà. Vất vả mang thai 10 tháng, sinh ra một đứa con trai. Nhưng giờ con trai lớn rồi, ngược lại là càng không quan tâm mẹ của nó. Mẹ sống dễ dàng lắm sao? Con đi, còn không được sao? Vậy mới đúng chứ. Không cho phép nuốt lời. Nào, trước tiên ăn mì đã. Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì cho cô? Phim được thuyết minh bởi Bango TV Việt Nam. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Cô muốn mua những bộ quần áo này. Cô nói xem. Hay như vậy đi, cháu sẽ cùng cô thử trước. Thử xong mới tiếp tục chọn lựa. Vừa nãy tôi nhìn thấy một bộ, còn có trên tay cô, tôi đều muốn thử. Sao? Cô đợi một chút nhé. Cô xem đi, mua quần áo là để làm đẹp cho bản thân. Theo qua trên gấm, vậy đây phải mua cái hộp với chính mình. Cô xem những bộ còn lại trên giá treo. Chiếc váy đen này có chút không phù hợp với cô. Bởi vì màu da của cô mặn mà, ngũ quan lại khá dịu dàng, cho nên chiếc váy trắng này có thể càng thích hợp với cô hơn một chút. Hơn nữa, cho thấy cô đi đôi giày đắt tiền như vậy, nghĩ chắc có lẽ cô cũng rất ít khi đi bộ, có lẽ cũng rất ít khi phơi dưới nắng mặt trời. Vậy nên cháu cho rằng cô còn có thể chọn thêm quần áo có chất liệu giá trị. Cô gái nhỏ, cháu tên là gì? Cháu tên là Hà Hiểu Tinh. Hiểu Tinh. Lâm Thư, sao cậu đến đây vậy? Không ngờ trong cửa hàng của cậu lại có một cô gái lanh lợi như vậy. Cậu đúng là nhặt được bảo bối. Đúng vậy. Hiểu Tinh, giới thiệu với cháu, đây là bà Tức, bạn đại học của tôi. Thì ra là bạn học của bà chủ. Vậy càng phải khiến cô hài lòng mới phải. Vậy cô giúp tôi chọn thêm vài bộ đi. Dạ được vậy cháu. Chờ giúp cô đợi một chút nhé. Lâm Thư, cậu cảm thấy cảnh này quen thuộc lắm đúng không? Tôi nhớ khi đó học đại học, chúng ta cũng từng làm ở cửa hàng quần áo. Bởi vì khi đó cậu ngăn cản Tức Hàng Trạch mua hết quần áo cả mùa, cho nên mới quen biết anh ấy. Lúc đó ấy, hai người cứ cãi nhau suốt, rồi yêu nhau luôn. Còn không phải sao? Thoáng một cái đã 20 năm rồi. Nhưng mà cô bé này gặp được không phải là soái ca. Mẹ, hai đứa đều tới cả rồi. Con học ở gần đây, học xong nhìn thấy Tiểu Lăng liền tới gấp vui, giúp cô xách túi. Cậu thực sự có phúc quá, đến cả cháu trai cũng tri kỷ như vậy. Cậu không phải sao? Đúng rồi mẹ, quần áo mẹ mua đâu? Ở đây này. Nhiều vậy sao? Con với anh hai người bốn cánh tay cũng không xách hết. Những bộ này mẹ vẫn chưa thử xong. Nếu không phải Hiểu Tinh cản mẹ thì con phải xách bốn chuyến đấy. Hiểu gì? Hiểu Tinh gì? Đừng ngay ra nữa, mau chóng đem quần áo vào trong để Hiểu Tinh quay lại. Xin lỗi. Là cậu. Nếm thử trà này xem thế nào. Cũng rất thơm. Đây là trà mà tôi giữ riêng đấy. Cô gái này làm việc khá được đấy. Đâu chỉ biết làm việc, học hành cũng đứng nhất nhì không đấy. Đại âm, cậu ra ngoài làm việc.
Làm việc thì thế nào chứ? Đi làm cũng đâu có xài điện, nhà chúng ta cũng đâu ăn cơm cho chúng ta. Người ta không trộm không cướp, không dựa vào đôi tay của mình kiếm tiền. Mẹ không có ý đó. Không đúng. Từ khi nào có chú ý tới lời mẹ nói như vậy? Còn nữa, người phụ trách của Diện Phúc Lợi nói với mẹ, từ lúc nghỉ hè cho tới tuần trước, con tặng rất nhiều đồ tới Diện Phúc Lợi, còn kiểm tra sức khỏe miễn phí. Con chỉ giải thích với mẹ một hai câu, nói nhiều như vậy làm gì? Bà Tức, quần áo của cô đều đã gói xong rồi. Cảm ơn cô nhé. Trạm Lăng, Hy Văn, giúp cô xách một chút. Xin lỗi. Là cậu. Hình như cô ấy cũng không ghét mình nhiều lắm. Được rồi, các em trật tự, chúng ta vào tiết. Thực nghiệm đơn vị lần trước, tôi phát hiện có một bạn học cá biệt thành tích không lý tưởng cho lắm. Tôi đã nói rất nhiều lần, nghe giảng vô cùng quan trọng. Xin các em hãy ghi chép đầy đủ. Nội dung bài học hôm nay là trọng điểm của học kỳ này. Được rồi, bây giờ tất cả lực chương thứ hai, thứ dẫn ghép hàm số, tuân thủ nguyên tắc, phương pháp ghép hai hàm số lại, dẫn số nhân bên trong hàm số, thay thế giá trị hàm số bên ngoài. Chị đã quyết định tạm thời ôm chân Phật luyện một chút rồi sao? Hôm nay em không đến để bơi, có cần mượn thẻ của em không? Không cần, chị Đông Hân đã tặng thẻ của chị ấy cho chị rồi. Phải rồi, có phải các em có kỳ thi bơi lội không? Dạ. Chị có là một cái thẻ bơi, vẫn chưa dùng tới. Tặng em đó. Coi như quà đáp lễ em giúp chị gửi đồ. Em cảm thấy chị ấy rất tốt. Nói thế nào nhỉ? Chị Đông Hân hiền lành như vậy, lúc ở cùng chị ấy vô cùng thoải mái. Nếu em có thể trở thành chị ấy thì tốt quá rồi. Đồ ngốc này, làm bản thân mình là tốt nhất. Chị à, vẫn là chị tốt với em. Được rồi, em ngoan nhé. Không phải cậu rất thích từ chối người khác sao? Thật ngại quá, chỗ này cũng từ chối cho cậu vào. Hồ bơi là nơi công cộng, nơi cậu từ chối Trạm Lăng cũng là nơi công cộng mà. Tránh ra đi. Không tránh đấy. Thái Âm, loại chuyện mách lẻo này không chỉ học sinh tiểu học mới làm. Thấy cô cũng có thể cảm thấy mỗi một giọt nước ở đây đều viết cấm Hà Hiểu Tinh vào. Kiều Linh Linh, tôi khuyên các cậu đừng quá đáng. Lẽ nào chuyện cậu làm với Trạm Lăng khi đó thì không quá đáng sao? Tôi và Hà Hiểu Tinh như thế nào? Đây là chuyện riêng với tôi và Hà Hiểu Tinh, không mượn người khác nhúng tay vào. Này, hồ bơi nước Nam hơi sâu hơn, nếu như cậu sợ, tôi có thể dẫn cậu xuống. Tôi biết bơi mà. Vậy cẩn thận nhé. Cảm ơn. Đi thôi.
Chị Đông Hưng tốt như vậy, Tức Khi Giang sao lại đối xử với chị ấy như vậy chứ? Người nhà họ Tức đều như vậy, vẻ ngoài sáng láng, càng bắt nạt người khác. Phải rồi, còn có một tên Tức Trạm Lăng, lưu chiếm tiện nghi của người khác, không biết nam nữ thù thủ bất tương thân sao? Cô ấy nói cảm ơn rồi, cô ấy hình như đã đỏ mặt. Cô ấy nói những lời đó có phải chỉ vì tức giận không? Dù sao mình và cô ấy cũng từng hôn nhau rồi. Dường như hạnh phúc đang ngập tràn, tia sáng kia bất ngờ xuất hiện. Em ở cạnh anh, Tiểu Lăng, hôm nay sao vui quá vậy? Chào chị cô, em đi trước đây. Hôm nay Tiểu Lăng làm sao vậy chứ? Sao mà vui như vậy? Chị Ngô, Tiểu Lăng đã dậy chưa? Chị Lâm, Tiểu Lăng đã dậy từ sớm, lau chùi phòng khách một lần, cũng lau sàn nhà luôn một lần, vừa tưới hoa vừa hát, còn làm một cái bánh kem dâu rồi đi ra ngoài rồi. Tôi chắc chắn đây là đang nằm mơ. Để tôi bình tĩnh lại đã. Chị Lâm, vậy tôi đi làm việc trước đây. Đi đi. Đây là lần trước anh để quên ở chỗ chúng tôi. Quản lý bảo tôi mang tới, trả cho anh. Cô ấy vẫn ổn chứ? Gì mà cô ấy với không cô ấy, tôi không biết. Tôi đã nói cô ấy nhất định sẽ quay lại nhà hàng của các cô. Cảm ơn cô. Sau này Đại Âm gặp chuyện khó khăn gì đều có thể tìm tôi. Tôi có thể giúp, sẽ cố gắng hết sức. Vậy nên anh biết là chị Đông Dân, tại sao không liên lạc với chị ấy? Có lẽ cô ấy không muốn tôi liên lạc. Đây là lý do của anh sao? Vậy nên anh thấy chìa khóa trong lòng không sao động. Anh có biết lúc đó chị Đông Dân nói mấy lời đó đã buồn thế nào không? Rõ ràng mấy hôm trước chị ấy còn nói chuyện khiến chị ấy cảm thấy hạnh phúc nhất là anh nghĩ đến chị ấy, nhớ chị ấy. Sao bây giờ nói thay đổi liền thay đổi? Tình cảm có lúc không phải hai người có thể có quyền quyết định, nó còn phải có những suy nghĩ và cân nhắc. Chuyện giữa tôi và Đông Hưng cũng không cần người khác nhiều lời. Nhưng mà anh không cảm thấy sự suy xét của mình đối với chị ấy mà nói chính là tổn thương? Anh đang bày những thứ tự cho là tốt cho chị ấy, thực sự chị ấy vốn không hề cần. Vấn đề ngay trước mặt của anh không muốn đối diện. Hay là nói anh vốn không thật lòng với chị ấy, chỉ là không hứa hẹn, không chủ động, không từ chối, lãng phí 4 năm tuổi xinh đẹp nhất của một người con gái, sau đó dùng sự lương thiện cùng sự rộng lượng của chị ấy dứt bỏ tình cảm đó đi. Cô nói xong chưa vậy?
Cậu vừa đưa cái gì cho anh của tôi vậy? Là quà tặng hay là thư tình? Tôi thấy đồ cũng không lớn. Đừng nói cậu thích anh trai tôi đó chứ. Cậu cùng anh trai tôi không có khả năng đâu. Cậu xem cái sân bay của cậu đi, là vì sự lỗ mãng của cậu. Anh trai tôi thích kiểu như chị Đông hơn. Cô gái hiền dịu, dịu dàng lại có tri thức. Hơn nữa anh tôi đã quen cái gì cũng để trong lòng. Cậu ở bên anh tôi hả? Chắc chắn là ngột ngạt chết cậu. Có phải cậu biết cái gì rồi không? Tôi có thể biết gì chứ? Anh ấy từ nhỏ đã như vậy. Có thể vì bác trai bác gái của tôi, cũng chính là ba mẹ của anh ấy. Ba mẹ thì làm sao? Lúc nhỏ thì làm sao chứ? Anh ấy từ nhỏ đã như vậy. Lúc nhỏ là lý do à? Có ai mà thuận buồm xuôi gió chứ? Đạo lý rất đơn giản. Nếu như cậu không rộng mở chính mình, tất cả những chuyện cậu trải qua lúc nhỏ đều không thể trở thành lý do từ chối người khác, không thể thành lý do tổn thương người khác. Cậu không hiểu tình hình. Vậy tất nhiên Giang thì nghiêm túc hiểu tình hình của chị Đông hơn sao? Hiểu tình cậu có thể nói chuyện đàng hoàng không? Tôi nói chuyện đàng hoàng cũng không phải với mấy kẻ như mấy người. Miệng tìm đủ lý do, chỉ nghĩ cho bản thân mình, không thể để ý cảm nhận người khác, tùy ý chà đạp tấm lòng chân thành của một cô gái. Vậy tôi chỉ có thể thành tâm chúc phúc mấy người. Nhưng vậy không cô gái nào chân thành thích mấy người. Nếu như có cũng chỉ là do mắt mù thôi. Mắt mù? Cậu mới mù ấy. Cậu cho rằng tôi không có mặt mũi, không có tôn nghiêm ở đây nghe cậu mắng vừa sao? Có tôn nghiêm có mặt mũi làm phiền tránh ra đi. Tôi nhìn thấy mấy người thì là phiền lòng. Hãy hiểu tôi, cậu đứng lại cho tôi. Nếu cậu dám đi tôi không thèm để ý tới cậu nữa. Hãy hiểu tôi, cậu nhớ chỉ cho tôi. Tức trầm lăng tôi. Nếu như nói với cậu thêm câu nào tôi sẽ đi chết đấy. Đi chết. Cậu nói xem cái bánh kem này có làm gì sai? Chọc giận cậu có lẽ không phải cái bánh kem này đâu. Chắc là một người nào đó. Không phải cậu không ăn bánh sao? Chạy đi đâu mua vậy hả? Nhìn có vẻ là bánh kem dâu tây. Nhưng mà nhìn cũng hơi kém quá rồi. Cửa hàng bánh này sớm muộn gì cũng dẹp thôi. Cậu ra ngoài đi. Có phải vì Hà Hiểu Tinh không? Hà Hiểu Tinh là ai? Tôi không quen ai tên Hà Hiểu Tinh. Cậu ra ngoài đi. Được được được. Đại gia. Tôi đi. Phải rồi. Ngày mai ấy chiêu sinh bơi lội, cậu có đi không? Không đi. Được. Mệt quá đi. Thái Âm, đồ bơi của tôi đâu? Có phải cậu lấy đi rồi không? Hà Hiểu Tinh, cậu đừng có vô cớ ngậm máu phun người. Lỡ đâu đồ bơi tự mọc chân chạy đi thì sao? Hoặc là cô tạp vụ tử là rác, đem dứt đi rồi. Cậu, chẳng phải tôi đã bỏ qua cho cậu rồi sao? Ngày mai giám sát sinh viên mới, không phải không cho cậu đi rồi sao? Cậu chỉ cần đi bơi cùng thôi. Người bạn tốt dễ thương quyến rũ là được. Này, có gì khó đâu chứ? Hay là vì Hà Hiểu Tinh? Nghe nói thời gian rảnh rỗi sau tiết học cậu đều đi làm thêm. Điều kiện kinh tế không ra gì, nhưng nghĩ lại chắc cậu cũng không dễ chịu nhỉ. Mỗi lần tập luyện đều cần tiền, và một lần thì ít một lần. Tôi thực sự không biết Hà Hiểu Tinh ở đây. Cô ấy ở đâu liên quan gì tới tôi? Tôi nói rồi tôi không để ý tới nữa. Tất Trạm Lăng Xui là ai chứ? Cứ nghĩ tới hôm nào đó vào đây không bơi, vậy không lãng phí tiền sao? Thật đáng tiếc mà. Thật bất lực. Có phải không? Vậy các cậu cứ thử xem, rốt cuộc có phải uổng công vô ích. Vậy thì chóng mắt xem đây. Hà Hiểu Tinh làm gì vậy? Lúc nãy hình như cô ấy và Kiều Linh Linh cãi nhau một trận, nhưng cũng không bị lép vế. Cô ấy có lép vế hay không liên quan gì tới tôi? Đông Phương Dục, nếu như vì tôi mà cậu mới để ý tới cô ấy, vậy thì không cần đâu.
Linh Linh, Hà Hiểu Tinh định làm gì vậy? Hà Hiểu Tinh mặc áo ngắn tay nhảy xuống rồi. Liên quan gì tới tôi chứ? Dù sao trước giờ cô ấy cũng không để ý ánh mắt của người khác. Chuyện gì vậy? Có chuyện gì vậy? Hà Hiểu Tinh, cậu có thể đừng vì một người không liên quan mà quấy đuối nước rồi. Hà Hiểu Tinh, lên đi. Được, nào mau kéo lên. Hà Hiểu Tinh, làm sao đây? Hà Hiểu Tinh, có cần gọi bác sĩ không? Hà Hiểu Tinh, Hà Hiểu Tinh à? Hà Hiểu Tinh, cậu mau tỉnh lại đi. Hà Hiểu Tinh, Hà Hiểu Tinh, Hà Hiểu Tinh, Hiểu Tinh, Hiểu Tinh à, Hiểu Tinh, làm sao đây? Hiểu Tinh, Hiểu Tinh à, Hiểu Tinh, cô tỉnh lại đi, đừng bỏ mẹ lại mà. Hiểu Tinh, Hiểu Tinh à, cô mau tỉnh lại đi. Hà Hiểu Tinh, tỉnh lại. Hà Hiểu Tinh à, cậu không sao chứ? Hiểu Tinh, cậu ổn không? Hà Hiểu Tinh, cậu đi xem. Đi đi, cậu lao đi này. Hà Hiểu Tinh, tôi không muốn nhìn thấy Hà Hiểu Tinh bị đối đãi đặc biệt. Hà Hiểu Tinh, áo bơi của cậu bị giấu, cho nên tâm trạng bất không tốt đúng không? Hà Hiểu Tinh, cậu ở đâu vậy? Tôi muốn xác nhận cậu không sao. Hà Hiểu Tinh, tâm trạng cũng không tốt, có thể nói với tôi. Tôi rất giỏi kể chuyện cười. Người bắt cá bắt được con cá biết nói chuyện. Người đánh cá nói ta muốn đem người đi nướng, cá nói không thể được. Người đánh cá nói ta hỏi người vài câu, cá nói hỏi đi, sau đó con cá bị nướng rồi. Kỹ năng nào có thể tỏa sáng trước mặt con gái? Là hàng điện. Thầy giáo nói Tiểu Minh dùng từ bắt đi đặt câu, Tiểu Minh nói củ cà rốt. Hà Hiểu Tinh, cậu đang ở đâu? Hà Hiểu Tinh, Hiểu Tinh, Hiểu Tinh, cậu ở đâu vậy? Hà Hiểu Tinh, Hà Hiểu Tinh, cậu đang ở đâu?
Hiểu Tinh, Hiểu Tinh cậu ra đây đi. Hiểu Tinh à, Hà Hiểu Tinh, Hà Hiểu Tinh, Hiểu Tinh à. Chị đang ở đâu? Em không tìm thấy chị. Chị không sao? Ba, mẹ, các người ở châu Phi vẫn khỏe chứ? Cậu rất ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành. Bây giờ con có thể tự làm thêm, kiếm được phí sinh hoạt nữa. Con và các bạn học qua lại cũng rất tốt. Họ đều rất tốt bụng, không có bắt nạt con, không có giấu đồ bơi của con, không có đập vỡ kính bơi của con. Chỉ là con có hơi nhớ ba mẹ thôi. Ba, mẹ, hai người có thể không đi không? Hiểu Tinh à, con thấy bây giờ có hạnh phúc không? Vậy mẹ trả lời thay Hiểu Tinh nhé. Bây giờ Hiểu Tinh được ở trong ngôi nhà đẹp đẽ, mùa hè có thể che nắng, mùa đông có thể chắn gió lạnh. Hiểu Tinh có thể đến lớp học rộng rãi, sáng sủa. Nếu bị ốm, có thể đến khám ở bệnh viện tiên tiến đầy đủ trang bị. Nhưng mọi người đều như vậy mà. Không phải đâu. Hoàn cảnh chúng ta hiện đang sống là bởi vì chúng ta có đất nước thể chế đầy đủ, có chính phủ phục vụ cho nhân dân. Nhưng ở một nơi cách chúng ta rất xa, rất xa, có một số đất nước ở châu Phi, bây giờ có rất nhiều bạn nhỏ ở trong những ngôi nhà dùng cây gỗ ghép thành, gió thổi mưa xuống liền sập đổ. Họ không có dép mang, không có trường học, không có bệnh viện. Bệnh cảm giặc, Hiểu Tinh uống thuốc vào là khỏi. Họ có thể bị sốt cao không giảm. Còn có nhiều bạn nhỏ hơn cả Hiểu Tinh, có thể sẽ chết đi. Nhưng con không muốn họ chết. Bảo bối, ba con là kỹ sư công trình, mẹ là bác sĩ, học được rất nhiều thứ. Ba và mẹ cũng muốn giúp một phần sức mạnh. Chị Trương, lát nữa cậu mợ nó sẽ đến đón con bé, làm phiền chị nhé. Cô cứ yên tâm đi. Hiểu Tinh rất ngoan. Đi thôi. Mẹ.
ba và mẹ tự nguyện đi giúp đỡ người dân châu Phi. Có thể sẽ đi rất lâu. Có lúc ba và mẹ có thể gọi về cho con, nhưng không có tín hiệu thì không được. Nhưng bất luận thế nào, ba mẹ đều hy vọng Hiểu Tinh có thể khỏe mạnh vui vẻ, tự lập kiên cường mà trưởng thành, bảo vệ tốt bản thân mình, sau này có thể giúp đỡ nhiều người. Con đã từng nói với hai người, con có bỏ lỡ cao khảo chưa? Bây giờ con đang học ở Đại Âm, không biết con có qua được cuộc thi bơi lội không? Nhưng con đã biết bơi rồi. Nhớ lúc nhỏ, ba mẹ đã nói với con, cách duy nhất để giải quyết nỗi sợ chính là chiến thắng nó. Nếu như có thể thì con thật muốn nghe ba mẹ nói một câu. Một câu thôi cũng được. Hà Hiểu Tinh, cậu đang ở đâu vậy? Hiểu Tinh à, Hà Hiểu Tinh, cậu mau ra đây đi. Hà Hiểu Tinh, Hà Hiểu Tinh, nếu cậu còn không xuất hiện, không trả lời, tôi thực sự không để ý tới cậu nữa. Lần này là thật đấy. Đứng lại. Hà Hiểu Tinh, cậu có biết không, tôi không nhìn nổi loài người không để ai vào mắt như cậu, bộ dạng tự cho là đúng. Cho rằng sinh viên Đại Âm đều chu qua ngang ngược sao? Cậu là tuyển sinh phổ thông thì công bằng chính nghĩa, nhưng Trạm Lăng chưa đủ tốt với cậu sao? Cậu dựa vào cái gì mà chà đạp lòng thành của anh ấy như vậy? Cậu biết không, Trạm Lăng đồng ý thi đấu với tân sinh viên, đó là vì qua loa với xã trưởng. Xã trưởng vì để anh ấy gia nhập nghĩ hết mọi cách, nhưng anh ấy chưa từng chân chính tiếp nhận khiêu chiến. Cậu là người đầu tiên. Cậu có biết vì sao Trạm Lăng rút lui khỏi quân giờ không tham gia thi đấu nữa không? Trận đấu của cậu và anh ấy có ý nghĩa thế nào với anh ấy, cậu có biết không? Cậu là đang cưới vào vết thương của anh ấy, tàn nhẫn chà đạp anh ấy xuống. Người khác bị tổn thương liên quan gì tới tôi chứ? Hà Hiểu Tinh, từ giờ trở đi, tức Trạm Lăng thế nào không liên quan tới tôi. Cậu